Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn, xin chào mọi người. Thì trước tiên hết thì Nga muốn nói chuyện với các anh chị và các bạn. Hôm nay Nga xin sẽ nói chuyện với các anh chị và các bạn về giáo dục một chút xíu. Và đó là trong cái việc giảng dạy tiếng Anh. Sắp tới đây thì các anh chị biết là ngoài việc mà học sinh sẽ thi cử, đặc biệt là thi các kỳ thi của tiếng Anh ở bậc tiểu học, Nga cũng sẽ làm những cái video clip để hướng dẫn tất cả ba mẹ có thể giúp con em mình trong quá trình học tiếng Anh để đạt cho kết quả tốt trong cái kỳ thi này. Và cái thứ hai nữa là Nga cũng xin chia sẻ trong cái đoạn clip này những cái mà giúp cho các bạn thực tập môn tiếng Anh có thể pass qua cái kỳ thi về giảng dạy môn tiếng Anh. Đặc biệt là khi giảng dạy thì mình sẽ được điểm cao. Tại vì cái môn giảng dạy, nếu mà các bạn học trong chuyên ngành về giảng dạy thì cái môn đó sẽ là một trong những môn mà có cái điểm số cũng tương đối là cao. Thì Nga cũng có biết qua những sơ qua về cái cách thức, thì Nga sẽ có nghĩa là Nga chỉ nói là Nga chỉ đưa ra một cái số cái kinh nghiệm mà Nga được từng trải qua. Và nếu như trong quá trình mà Nga chia sẻ, các bạn nghe cái gì hay thì các bạn có thể nhặt lấy, còn cái gì không hay thì hoặc là các bạn thắc mắc gì đó thì các bạn có thể comment trong cái đoạn video clip này của Nga. Nga sẽ xin chia sẻ. Và nếu như các bạn muốn biết được hoặc là ba mẹ có muốn mà tìm hiểu để cái cách thức mà giảng dạy tiếng Anh cho con mình ở trong cái kỳ thi sắp tới để đạt hiệu quả cao, thì ba mẹ có thể là đăng ký trong cái kênh này, thì Nga sẽ có những cái clip để mà Nga sẽ hướng dẫn ba mẹ cái cách thức mà có thể hỗ trợ con em mình trong việc làm bài thi cho kết quả tốt và hướng dẫn các con em mình ở nhà học tiếng Anh cho thiệt là dễ dàng. Trước tiên hết á, thì Nga cũng muốn nói là trong những ngày vừa qua, Nga có những người bạn của Nga cũng có học văn bằng 2 về tiếng Anh. Và những em học sinh hoặc là các bạn mà học về tiếng Anh á, các bạn cũng có hỏi Nga về là làm sao để cho cái điểm cao, làm sao để pass qua cái kỳ thi và giải khóa máy để cho có điểm tốt nghiệp cao đây. Thì thật sự ra là Nga sẽ không có nói chi tiết cụ thể ra làm sao, nhưng Nga sẽ để nói chung cái tổng thể. Và qua đó thì các bạn sẽ tùy theo cái trường hợp của bạn và bạn nhặt, chứ Nga không thể nào biết được các bạn như thế nào ra làm sao ha. Thì các bạn có thể là tìm hiểu hoặc là các bạn coi kỹ, rồi các bạn cái gì không hỏi các bạn có thể đánh trong đó, thì Nga sẽ giải thích cho các bạn ở trong cái comment hoặc là những cái clip sau. Nếu như Nga thấy ok, Nga sẽ làm một lần và Nga sẽ giải trình giống như hướng dẫn các bạn làm cho tốt. Thì bạn của Nga mới đặt câu hỏi là bạn Nga đang chuẩn bị thực tập, nên đặt câu hỏi với Nga là tôi đây chuẩn bị thực tập, vậy tôi nên dạy khối máy cho đậu tốt nghiệp đây. Đầu tiên Nga sẽ xin hỏi là nếu bạn chuẩn bị thực tập, bạn chuẩn bị tốt nghiệp, thì Nga định hỏi bạn, bạn muốn kết quả của điểm tốt nghiệp bạn dạy nó như thế nào. Bạn phải đặt ra cái mức độ của mình chứ. Bạn muốn điểm như thế nào, điểm cao, điểm thấp, điểm như thế nào thì bạn chọn trước cái đã. Và khi đấy thì bạn sẽ cho mình hỏi, theo bạn á, thì khối máy là khối mà bạn nên dạy, khối máy là khối mà bạn thích dạy. Bạn phải đặt câu hỏi như thế. Chứ bạn dạy khối máy thì tôi sao tôi biết, tùy bạn, bạn thích khối máy thì bạn dạy khối máy. Nhưng Nga nói thật sự cho bạn biết và các bạn biết là khi bạn đi thực tập đúng, thật sự là các bạn đi thực tập ở trường, thì tùy theo trường đại học của các bạn liên kết với trường nào. Thí dụ như nếu liên kết với trường tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3, nếu trường tiểu học thì trường của bạn, khi mà bạn về trường tiểu học đó, bạn còn tùy thuộc vào là bạn sẽ đi theo cô dạy khối máy, đi với cô nào thì bạn mới biết. Khi mà đi với cô đó thì cô đó được nhà trường phân dạy khối máy, thì bạn sẽ nằm trong khối đó của cô đó. Thí dụ như cô đó chỉ chuyên một khối một thì bạn sẽ tất nhiên bạn sẽ dạy khối một, chứ bạn không thể nào nhảy qua khối khác dạy. Bạn cũng không được lựa chọn.
nếu đúng thật sự theo chuẩn, theo quy chế, theo cách thức mà của các trường mà Nga đã hướng dẫn các em, thì các em đều qua quy chế, cái cách thức đó. Ví dụ như trường cao đẳng đi, thì đa số sẽ kết hợp với những cái trường tiểu học. Và bạn về trường tiểu học thì bạn sẽ nhận cái cô đó. Khi mà trường, giống như nhà trường sẽ phân, à bạn đi với cô nào, thì bạn sẽ đi cô đó. Và cô đó được nhà trường phân khối nào thì bạn sẽ vô dạy cái lớp của cô đó. Chứ mình không thể nào trả lời là bạn được chọn khối mấy. Còn trường hợp bạn chọn khối mấy là như thế này, à bạn chỉ có là không phải là chính thức. Bạn chỉ là à, học cho pass qua cái kỳ thi đó và người ta cho bạn lên demo, bạn sẽ demo trước lớp của bạn. Và bạn chọn cái khối mà bạn dạy và sách cái bài bạn dạy thôi. Thì cái đó nó không có thực tế. Tại vì thực tế là khi mà mình dạy thì mình dạy với học sinh trực tiếp, chứ không phải mình dạy với người lớn. Dạy với người lớn thì rất là dễ, nhưng mà dạy trực tiếp với học trò thì nó sẽ khác. Do đó bạn phải coi là bạn sẽ, cái mô hình của bạn sẽ đi là đi như thế nào. Do đó mình sẽ không nói rõ cho bạn biết được. Và bạn muốn dạy khối mấy tùy thuộc vào trường. Rồi, cái việc đó mình sẽ bỏ qua. Cái đó, việc đó là việc lựa chọn của bạn. Và nếu như bạn được quyền lựa chọn, ví dụ như bạn về trường tiểu học đi, bạn được quyền lựa chọn khối, thì mình sẽ hỏi bạn tiếp là tại sao bạn dạy khối đó. Ví dụ như bạn, giống như mình đi, mình vô mình dạy khối 1, thì mình phải hỏi, ủa tại sao mình chọn khối 1? Mình có một cái skill nào, mình có kỹ thuật nào để đáp ứng với khối 1 hay không? Nếu mình có thì mình sẽ chọn khối đó ha. Và khi mà mình chọn cái khối đó rồi, thì bạn hãy cho mình biết là cái khối mà bạn chọn á, nó có cái tâm lý chung của cái khối đó như thế nào. Ví dụ như nếu như bạn dạy khối 1 thì tâm lý của các em khối 1 sẽ ra làm sao? Bạn dạy khối 2 tâm lý nó sẽ ra làm sao? Bạn dạy khối 3 tâm lý của nó sẽ ra làm sao? Bạn dạy khối 4 thì phải biết tâm lý của khối 4, và khối 5 cũng phải biết tâm lý của khối 5. Và tùy vào từng trường, bạn phải đi vào và tiếp xúc với cái lớp, cái khối đó trước cái đã, trước khi mà bạn giảng dạy. Tại vì bạn không tiếp xúc thì không thể nào. Ví dụ như mình dạy trong môi trường là trường chuẩn, học sinh nó nhanh nhẹn hơn, nhưng mà cũng tùy lớp. Có lớp nó như thế này, có lớp nó như thế kia, có lớp nó thích hoạt động, có lớp nó không thích hoạt động, thì bạn phải chọn ra phương pháp khác nhau. Và tùy theo cái môi trường đó, do đó bạn phải tiếp xúc với học sinh ha. Rồi, học sinh của cái đó tất nhiên là bạn phải biết tiếp xúc, và khi đấy bạn sẽ biết được học sinh của cái khối đó như thế nào. Rồi, bạn mới sẽ chọn ra phương pháp cho chính xác. Và khi bạn biết học sinh của khối đó, của cái lớp đó bạn chọn rồi, thì bạn làm ơn, bạn lợi, bạn phải quan sát, bạn phải tìm hiểu, bạn phải tiếp xúc với cái lớp đó. Và bạn sẽ biết được là cái em đó thích cái gì, thích chơi cái gì, thích làm cái gì, thích cái gì chứ cái đã. Tại vì khi mình biết được cái nó các em đó thích rồi, thì bạn mới đưa ra cái hành động của bạn là bạn sẽ làm cái gì để đáp ứng cái thích của nó. Ví dụ như nó thích, ví dụ như nó thích chơi game, thì tất nhiên trong quá trình học mình, đối với tùy nha, nếu như bạn dạy tiểu học thì bạn bắt buộc cái bài học của bạn vận dụng game vào. Nhưng ở đây có một số thầy cô, có một số người rất là vui khi họ nói là ở cái bài học toàn là game không. Dạ xin lỗi, bạn vận dụng game mà bạn vận dụng game có kỹ thuật kìa. Ví dụ như bạn dạy về từng step của cái bài lesson đó. Trong cái bài lesson đó là gì? Ví dụ như đối với mình, chỉ ví dụ ha, đối với lesson 1 của Family and Friends, thì trong cái phần đó nó sẽ có học vừa từ vựng và vừa giao tiếp với nhau. Thì bạn phải biết cách dùng game để học từ vựng, học phát âm cho thiệt chính xác giùm cho mình. Rồi sau đó bạn từ từ bạn triển khai một cái game khác để đi từ từ dẫn dắt vào cái bài học thì nó mới ok. Chứ bạn không nghĩ bạn vô bằng cái game mà tất cả các game rời rạc với nhau, thì xin lỗi, cái đó không phải là bài học thay. Bạn phải biết cách linh hoạt và vận dụng. Tại chính bản thân mình đã từng hướng dẫn ít nhất là 3 khóa, 4 khóa để mà dạy môn tiếng Anh. Và mình đã có phát hiện mình thấy vậy. Và trong lúc mà mình đi dự giờ, thì thật sự có một lần mình dự giờ, mình nói thiệt là mình muốn gọi là một dụng từ là từ đó giờ bao nhiêu năm, lần đầu tiên mình dự giờ một cái tiết mà mình sẽ thấy là tất cả cái game, cái hoạt động của cái
cô đó đưa ra không khớp đâu vào đâu hết, mà kết thúc một cái bài học trong vòng chỉ có một vài phút, có nghĩa là hơn khoảng chưa đến 20 phút đã kết thúc một cái bài dạy. Thì cái đó là bạn phải coi coi là cái cách bố trí giờ, từng hoạt động giờ, và cái hoạt động đó có khớp với cái bài cần mục tiêu của bài đó như thế nào. Và các em bạn phải chuyển tiếp sau cho nó linh hoạt, và nó có nghĩa tạo thành một cái, mình dùng cái chữ smooth, một cái êm ái, chuyển rất là nhẹ nhàng. Thì cái bài mà thực tập mà giảng dạy của bạn sẽ là ok. Rồi, cái thứ bảy là bạn thích, bạn làm gì để cho các em thích, chính là các bạn phải vận dụng trò chơi vào ha. Và khi vận dụng trò chơi thì làm ơn bạn phải biết cái luật chơi của cái trò chơi đó. Bạn làm gì để biết cái trò chơi đó, và bạn làm ơn phổ biến luật chơi dùm cho mình. Tại vì sao bạn phải biết luật chơi, và làm ơn phổ biến luật chơi bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt. Giáo viên sẽ đánh giá bạn cách phổ biến trò chơi bằng tiếng Anh và họ check. Tại vì sao? Tại vì bạn đang dạy trong môi trường là cái lớp đó là lớp dạy tiếng Anh, và các bạn bằng tốt nghiệp của bạn thì các bạn vẫn dạy tiếng Anh chứ không phải dạy tiếng Việt. Làm ơn dẹp tiếng Việt ra. Tại vì mình đã thấy rồi, có nhiều giáo viên vô giảng dạy bằng tiếng Anh mà rút cuộc phản giải thích trò chơi bằng tiếng Việt. Thì cái đó là giống như là học tiếng Việt chứ đâu phải học tiếng Anh. Do đó bạn phải hiểu biết cách để nói và dùng những từ đơn giản nhất, làm những demo cho các em đã hiểu là bạn đã ok thành công được rồi. Kế tiếp, trong cái trò chơi đó và trong cái bài học đó thì bạn chú ý giùm cho mình là phần pronunciation, phần phát âm của bạn phải chuẩn. Còn trường hợp bạn không biết thì làm ơn bạn check giùm cho mình từ điển. Tại vì sao? Có những bạn không hề check từ điển, không hề coi nghe từ điển mà cũng không hề nghe đĩa lên dạy đọc. Thứ nhất, mình nói trước nha, bạn không check và không nghe và không đọc trước khi bạn thực hành hoặc trước khi bạn dạy, bạn đọc sai một cái học sinh nó sẽ phản ứng liền, và bạn sẽ bị phản ứng, và lúc đó bạn sẽ bị khớp. Và khi khớp đó, bạn sẽ bị mất điểm đó. Đó là mình nói trước. Tại vì kinh nghiệm mình đã thấy rồi. Mình đã từng trong cái một cái khóa đó, mình hướng dẫn một cái group em học sinh, em sinh viên của một trường cao đẳng. Họ lại thực tập. Khi đấy mà đọc sai một cái, các bạn biết tin không? Một nhóm học sinh, mấy đứa luôn, nó đứng dậy nói cô đọc sai. Thế là các em nó lúng túng. Là thế là bạn bị fail cái điểm đó. Do đó, làm ơn đọc và nghe đĩa trước cho mình. Và khi đấy thì bạn sẽ tự tin. Và cái tiếp nữa là bước thứ 8 á, là bạn phải hình dung trong đầu cho mình cái tiến trình, cái lớp mình sẽ ra sao. Có nghĩa là bạn phải hình dung trong đầu, tưởng tượng là hoạt động nào trước, hoạt động nào sau. Bạn hình dung, bạn xét trong cái đầu mình trước, rồi sau đó mình sẽ dạy, thì nó sẽ ra rất là ok. Mình sẽ nhắm chừng hoạt động nó bao nhiêu phút, bạn phải ghi kỹ. Rồi, giáo án thì trong quá trình đi học thì các bạn được nhà trường hướng dẫn giảng dạy như thế nào, giáo án ra sao thì các bạn cứ làm theo họ ha. Tại vì cái giáo án họ rất là bắt bẻ, mình không hướng dẫn, mình không chỉ, tại vì cái đó là tùy từng bạn thôi ha. Bạn có thể tham khảo, tùy theo giáo trình bạn dạy thì bạn sẽ tham khảo. Còn tham khảo như thế nào, cái đó là cái skill riêng. Còn bạn muốn biết thì bạn sẽ coi những đoạn clip tiếp. Mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà tìm được những giáo án và cách bạn sử dụng những cái giáo án đó. Thật sự nó không có khó. Và cái thứ 9 là giáo án. Hồi nãy mình nói giáo án là cái thứ 9 rồi. Và nhiệm vụ của những cái bạn sinh viên thực tập, thì khi bạn đi thực tập thì nhớ lại giùm mình là phải tìm hiểu môi trường, phải tự mình soạn trước, mình tự tìm hiểu. Mình có thể mình đưa cái bài mẫu đó hỏi cô mình là cái này có được hay không này kia, rồi bạn hình dung. Cái đó là bạn nhiệm vụ bạn phải ấy thôi. Rồi, cái cuối cùng mình muốn nói là nếu mà trong quá trình mà bạn mà không ok trong quá trình, có nghĩa là ý mình nói là khi mà bạn đã ra trường rồi hoặc là bạn pass qua cái kỳ thi đó nhưng mà bạn cũng cảm giác là nó chưa good á, thì mình cũng yêu cầu mà bạn như này, mình có một lời khuyên
Thì giống như mình cũng đã từng khuyên những cái em mà sinh viên thực tập ở lúc trước mà mình hướng dẫn á, thì các em đó nói các em nè, các em còn yếu phần này, làm ơn về nhà các em có thể luyện đọc thêm và luyện phát âm thêm giùm cho, chứ không thôi các bạn sẽ tạo ra một cái gọi là một cái là giống như ảnh hưởng đến những cái đứa học sinh, nó sẽ không đúng và làm nó làm sai, như vậy là nó hiệu hậu quả nó sẽ không có hay. Do đó là nếu như bạn không đọc hay thì làm ơn bạn sẽ nghe đĩa và luyện đọc thêm ở nhà để cho âm của mình trở nên hay hơn và tốt hơn, chứ mình không nên nói chuyện mà giống như đọc tiếng Anh mà giống như phát âm chuyện tiếng Việt thì nó nghe nó không có hay. Do đó là bạn đã nói là bạn đã học chuyên ngành tiếng Anh rồi thì bạn là cái sao, bạn phải good một chút và ok một chút, thì để mà như thế thì bạn có thể lên online bạn học, bạn mua đĩa về bạn học, cái đó thì không có, cái đó chịu khó học nha. Còn do đó là nếu như bạn không tự mình những cái đó thì mình cũng đành bó tay thôi ha, và bạn phải tự cho mình từ từ cải thiện về môn pronunciation của mình, càng tốt càng hay càng tốt, và càng bắt chước giọng của người bản ngữ càng tốt. Như thế nó sẽ tạo ra một cái sự tự nhiên trong việc giảng dạy của mình. Do đó Nga ở đây ngay mình chỉ muốn chia sẻ một cái số kinh nghiệm, một cái số cách thức mà mình đã từng trải qua, mình đã từng bị vấp phạm, và nếu như bạn có thể học được và tìm cách tránh được và củng cố cho mình thêm thì cái đó đều tốt cho bạn. Và chính bản thân mình ngay bây giờ mình cũng phải thay đổi và mình cũng phải luyện thêm, tại vì thật sự luôn mình nói là nếu mình không luyện thì lâu ngày cái vốn tiếng Anh của mình nó sẽ bị mất. Do đó là bây giờ mục tiêu của bạn là chỉ pass cái kỳ thi thì bạn phải đáp ứng những tiêu chí đó. Mà ở đây pass kỳ thi không phải, mà quan trọng là sau này nữa. Do đó là mình hy vọng những cái chia sẻ của mình chỉ ngắn gọn trong khoảng tầm 17 phút bạn có thể hiểu, và bạn tự setup ra cái việc thi sắp tới của bạn. Mình thì mình chỉ hỗ trợ như thế thôi. Rồi Nga cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cái gì bạn thắc mắc thì bạn có thể coi lại kỹ và nhắn với comment ở dưới cái video này, Nga sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Rồi Nga xin chào mọi người, và các bạn có thể đăng ký để nghe, để mà có thể tìm hiểu những video clip kế tiếp. Nga sẽ hướng dẫn cách các anh chị và các bạn hướng dẫn con em mình thi cái kỳ thi sắp tới của tiếng Anh, đặc biệt là ở tiếng Anh của thiếu nhi. Nga xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.